Đây, rồi em xin mến chào tất cả cô chú anh chị gần xa luôn ạ. À, đó, hàng mới về, hôm nay em có về một số gốc mai vàng. Đó, dáng quái này là như con ốc sên luôn, cũng có một số là hình thú nữa cô chú anh chị ơi. Đó, tối nay em sẽ livestream trực tiếp trên kênh YouTube Cường Mai Vàng Miền Tây và kênh TikTok Cường Mai Vàng Miền Tây luôn nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình vào xem live trực tiếp vào lúc 8 giờ. Em sẽ livestream trực tiếp, cô chú anh chị mình vào xem nha cô chú anh chị.